Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Trong chương trình hôm nay, đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7, trọng tâm công tác tháng 8 năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo huyện tổ chức đi thăm và chúc mừng các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Hải Trung trao tặng huy hiệu Đảng, học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Và một số tin tức đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7, trọng tâm công tác tháng 8 năm 2020. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân huyện có đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong tháng 7, toàn huyện đã tập trung hoàn thành gieo cấy lúa mùa, tổ chức khai thác tốt nguồn nước và tập trung chỉ đạo chăm sóc bảo vệ lúa mùa rau màu, triển khai rà soát đề xuất chuyển đổi đất trồng lúa trên địa bàn toàn huyện, đã xây dựng các mô hình tái cơ cấu nông nghiệp và mô hình cơ giới hóa sản xuất lúa mùa năm 2020, gồm 7 mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với tổng diện tích 147 ha tại các xã Hải Phúc, Hải Thanh, Hải Hưng, 15 mô hình máy cấy mạ khay tại các xã Hải Hưng, Hải Trung, Hải Long, khảo nghiệm và trình diễn một số giống lúa có triển vọng như ST25, GL25, TH12 tại xã Hải Hưng, Hải Trung. Tiếp tục tổ chức tái đàn lợn ở các trang trại, các vùng chăn nuôi tập trung, triển khai 14 mô hình về chăn nuôi tiết kiệm nước, bể nắng và nhà ủ phân thuộc dự án carbon thấp. Hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn ra sôi động, lượng con giống các loại đã nuôi thả 36 triệu con. Sản lượng thủy sản tháng 7 đạt 2.612 tấn. Giá trị sản lượng thủy sản giá so sánh năm 2010 đạt 85 tỷ đồng. Cộng 7 tháng, sản lượng đạt trên 18.700 tấn, giá trị đạt 630 tỷ đồng. Bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra, tu sửa kịp thời, đảm bảo an toàn hệ thống đê kè cống. Đôn đốc các xã thị trấn hoàn thiện việc đầu tư nâng cấp khu xử lý rác thải thân thiện với môi trường. Có 12 trên 13 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao năm 2019, đã hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí cảnh quan môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 7 đạt trên 470 tỷ đồng, cộng 7 tháng đạt trên 2.830 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tiến độ các công trình dự án trên địa bàn, nhất là dự án xây dựng nhà máy nước sạch Hải Minh, bổ sung hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình dự án. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, rà soát những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về địa phương từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 để thực hiện khai báo y tế và tự cách ly. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè. Tại hội nghị trực tuyến, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn các xã thị trấn đã có ý kiến kiến nghị đề xuất về những nhiệm vụ trọng tâm như trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tình hình phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chủ yếu. Phát biểu những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa mùa, nhất là công tác phòng chống úng và kiểm tra theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, cây trồng để phòng trừ kịp thời. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hướng dẫn tái đàn lợn ở các trang trại, các vùng chăn nuôi tập trung và chăn nuôi theo phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh và chủ động phòng chống mưa bão, đôn đốc hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá xa bờ còn lại, thường xuyên bám sát diễn biến thời tiết, đôn đốc các xã thị trấn chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng phòng chống thiên tai theo quy định, tăng cường kiểm tra, phát hiện và sửa chữa, xử lý kịp thời các sự cố công trình phòng chống thiên tai, xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngành y tế bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, xử lý các thông tin sai lệch về dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người, hạn chế đến vùng dịch, khai báo y tế, rà soát những người đến từ vùng dịch, kiểm tra phát hiện cư trú trái phép của người nước ngoài về địa phương, thực hiện xử lý các biện pháp cách ly phù hợp.
các phòng ban sẵn sàng thực hiện khi có nhiệm vụ trong phòng chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Sáng ngày 8 tháng 8, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc mừng các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đoàn do đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Vũ Thế Hưng, Thường vụ huyện ủy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, đại diện văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm chúc mừng tại điểm thi trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, gồm học sinh của trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Hải Hậu, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Trực Ninh, cơ sở Trực Đại. Điểm thi trung học phổ thông A Hải Hậu gồm học sinh của trường trung học phổ thông A Hải Hậu, trung học phổ thông Tô Hiến Thành và thí sinh tự do. Điểm thi trung học phổ thông B Trực Ninh gồm học sinh của trường trung học phổ thông Trực Ninh B, trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu. Đoàn do đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã thăm chúc mừng tại điểm thi trung học phổ thông B Hải Hậu, gồm học sinh trường trung học phổ thông B Hải Hậu, trung học phổ thông An Phúc, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Hải Hậu, cơ sở Hải Cường. Điểm thi trung học phổ thông C Hải Hậu gồm học sinh của trường trung học phổ thông C Hải Hậu, trung học phổ thông Thịnh Long. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên địa bàn huyện được tổ chức tại 4 điểm thi, gồm trường trung học phổ thông A Hải Hậu, trường trung học phổ thông B Hải Hậu, trường trung học phổ thông C Hải Hậu và trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn. Tổng số học sinh tham gia kỳ thi là 2.393 học sinh tại 102 phòng thi. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thay mặt đoàn công tác tặng hoa và chúc mừng, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi. Đồng thời, các đồng chí cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng trong công tác tổ chức điều hành kỳ thi, đề nghị cán bộ coi thi và các cơ quan chức năng làm tốt công tác phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn và thuận lợi nhất cho học sinh, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 8, đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn kiểm tra của huyện đã đi kiểm tra công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn huyện. Kỳ thi năm nay, huyện Hải Hậu có 4 điểm thi tại các trường trung học phổ thông A Hải Hậu, B Hải Hậu, C Hải Hậu, Trần Quốc Tuấn với 2.393 thí sinh, 102 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh là học sinh của 11 trường trung học phổ thông A Hải Hậu, B Hải Hậu, Trung học phổ thông C Hải Hậu, Trần Quốc Tuấn, Vũ Văn Hiếu, An Phúc, Thịnh Long, Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Cường, Hải Hậu, Trực Ninh B, Tô Hiến Thành. Tại các nơi đoàn đến kiểm tra, các điểm thi đã tổ chức phun khử khuẩn sát trùng, chuẩn bị khẩu trang, nước sát trùng, nhiệt kế, đảm bảo công tác về phòng chống COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Cùng với đó, phòng y tế tại điểm thi được trang bị giường bệnh, đầy đủ thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu. Phòng thi được trang bị bàn ghế bảo đảm thoáng sạch an toàn. Ngoài ra, các điểm thi cũng đã bố trí phòng thi dự bị, phòng chờ cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh. Các phòng làm việc cũng đầy đủ trang thiết bị. Hệ thống điện đã được nhân viên điện lực huyện kiểm tra nhằm hạn chế đến mức tối đa việc xảy ra sự cố về điện. Các nhà trường cũng đã bố trí máy phát điện dự phòng, công tác vệ sinh trong khuôn viên trường đã hoàn tất. Các điểm thi cũng đã bố trí đầy đủ lực lượng an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của các điểm thi trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị các điểm thi cần rà soát phương án để phòng rủi ro trong một số tình huống xảy ra như mất điện, mưa gió, thiên tai. Lưu ý bộ phận hậu cần bố trí chỗ ăn nghỉ của hội đồng thi. Đối với các tuyến đường hay ùn tắc giao thông cần lập chốt kiểm soát phân luồng cho học sinh đi lại thuận tiện trong thời điểm diễn ra kỳ thi. Riêng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần quan tâm chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi. Đặc biệt, do kỳ thi diễn ra vào thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nên các điểm thi phải lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của ngành y tế, chuẩn bị nước sát khuẩn, khử khuẩn, đo nhiệt độ và trang bị khẩu trang cho cả học sinh và cán bộ, giáo viên coi thi, tạo những điều kiện đảm bảo thời gian sức khỏe cho thí sinh. Sáng ngày 4 tháng 8, Đảng bộ xã Hải Trung long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng, học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lại Văn Hà, Thường huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Phan Thế Quảng, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã về dự. Dịp 3 tháng 2 và 19 tháng 5, Đảng bộ xã Hải Trung có 27 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, hai đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
3 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Lại Văn Hà, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng và mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, là tấm gương sáng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng ở địa phương. Tiếp đó, các đảng viên trong toàn đảng bộ được nghe đồng chí Phan Thế Quảng, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, quán triệt triển khai học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng đầu năm 2020, do tác động phức tạp của dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, việc làm và đời sống của nhân dân, song Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy xã Hải Trung đã tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch học tập chuyên đề chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2020 đạt hiệu quả thiết thực. Kinh tế xã hội ổn định có bước phát triển, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Duy trì sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, xã Hải Trung tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững, hoàn thiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2020, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã có 6 xóm đăng ký xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Các xóm còn lại tiếp tục rà soát, nâng cao các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020 có 100% chi bộ và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.